Ờ, rồi OK. Xin chào tất cả anh em. Xin chào tất cả anh em đam mê PCP nhé. Đấy thì hôm nay tiếp tục lại là chương trình giới thiệu sùng gông minh cho anh em. Thì hôm nay em vừa giáp lên hai cây. Đó. Thì như trên màn hình của anh em đây. Em giới thiệu cho anh em. Anh em làm mà mới chơi. Có thể tham khảo lên cho mình những cấu hình hợp lý anh em nhé. Thì hôm nay uh, em ráp lên hai cây là hai cây Talon. Đó. Cấu hình của nó thì gần như là giống hệt nhau. Đó. Chỉ khác nhau là một cái kính thôi anh em nhé. Đó. Thì hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh em thì trước khi vào giới thiệu thì em sẽ nói qua cái phương thức mua bán hàng và cách thức giao dịch của bên shop thứ nhất là ship COD anh em nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán với người giao hàng anh em nhé ví dụ một cây nhảy em sẽ chia thành ba đơn hai đến ba đơn hàng em gửi đi cho anh em hàng đến anh em nhận hàng bác qua xem đúng hàng đúng cây súng của anh em thì anh em nhận còn không đúng thì anh em không nhận anh em nhé đó ok chưa cực kỳ là uy tín luôn phải không ạ nhận hàng được bắt ra xem cơ mà đúng hàng đúng sản phẩm của anh em thì anh em mới nhận đó thế lo cái gì tránh tình trạng là lừa đảo như nào thì không mà có phải không ạ đó phương thức thứ hai là anh em gửi xe gửi xe thì rất chi ưu tiên cho những anh em nào mà gần quốc lộ hoặc là bến xe đó đối với em thì em gửi xe thì em sẽ gửi nguyên cây gửi cho anh em em chỉ xoáy độc van và tháo giảm ra thôi đó là em gửi cho anh em và anh em xoáy vào rất chi là tiện lợi phải không ạ đó đây là hai phương thức mua bán hàng của bên em đó thì hôm nay vào cấu hình đó thì em xin phép được giới thiệu chi tiết cho anh em nhé em làm mà mới chơi có thể tham khảo lên cho mình những cấu hình hợp lý vừa hợp với túi tiền thôi chơi cái này thì anh em là kinh tế đến đâu đó tiền bạc đến đâu thì em chơi ở mức độ cấu hình như thế đừng cố quá làm gì anh em ạ đó đầu tiên là một chiếc bình nhôm bình nhôm là bình nhôm đít tròn anh em nhé không phải ba đó được sơn a lót trong ngoài có tem mác đầy đủ đó van là van super hộp đỏ anh em nhé van super well bản dài hộp đỏ của nó khung của nó không khung talon anh em nhé khung talon là khung của có tem anh em nhé không có tem không có ruột tay cầm nhựa đó cành bên trong em đang lắp là một chiếc cành lô tha 14 inch lô tha 14 inch lô tha quay thơ anh em nhé bắn đạn chỉ 5.5 và 5.52 giảm là giảm sumo ba khúc đó cái cây này kính của nó là kính te đại bàng anh em nhé te đại bảng con này nhìn bé nhưng mà tâm cực kỳ sắc nét luôn anh em ạ đó, tay cầm là tay cầm nhựa đó, anh em nào mà không thích chơi tay nhựa hoặc là lại chuyển sang tay gỗ như bên trên đó, hoặc là tay gỗ liền khối anh em nhé cái này thì em đang báo với giá cho anh em là 6 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé 6 triệu 500 nghìn đồng là bao cả phí ship vận chuyển rồi anh em nhé Còn cái tiền em xin nói lại về cái tiền gửi COD và gửi xe Gửi COD thì em sẽ bao cước cho anh em hết Còn gửi xe thì anh em chịu khó là chịu cước giúp em một chút Gọi là ví dụ mà em gửi lên Hà Nội chẳng hạn Mất tầm 400 thì anh em chịu cho em 200 anh em nhé Đó gọi là, gọi là cái tiền đấy gọi là tiền trách nhiệm của anh em nhận hàng đi là tiền trách nhiệm mà em lắp ráp căn chỉnh cho em đi ok chưa ạ đó 6 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé còn cây thứ hai cây thứ hai này thì nó cũng giống y hệt như cái cây này thôi nó chỉ khác nhau là cái kính vẫn là bình nhôm đi tròn này van vẫn là super well này combo không có ruột tay cầm cố hai mảnh này cành bên trong là cành lô tha white thơ đó bắn đạn chỉ 5.5 14 inch dài 35 cm anh em nhé giảm là giảm em đang lắp là giảm 3 khúc đó em tháo một uh, khúc ra là còn hai khúc giảm này thì uh, là bên em ấy là đều phải đi tiện lại hết cho anh em làm nhiều cho anh em bắn cực kỳ là êm anh em nhé giảm này em đã đi tiện lại rất chi em anh em nhé kính của nó kính vt anh em nhé kính vt hãng đi anh em nhé 3 trừ mười hai x bốn aoe con này thì để mà nói về cái hãng đi thì cực kỳ sắc nét rồi không phải bàn cái thêm một cái gì nữa phải không ạ cái này thì em đang báo với giá cho anh em là 5 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé 5 triệu 8 Ok chưa 5 triệu 8 và 6 triệu rưỡi Đó Thì uh, <laughs> Anh em mua súng bên em ấy, Thì em sẽ tặng cho em là một hộp đạn về em chơi Mua súng thì phải có đạn phải không ạ Mua súng thì lại không có đạn thì về Để trưng bày à Đó Mua súng thì em về tặng cho anh em một đạn Đạn bên em là đạn trì Đó Đạn 5.5 anh em nhé À quên em xin lỗi Đây là đạn 5.52 Đó thì hàng gửi đi cho anh em ấy trước khi gửi đi cho anh em ấy hàng gửi COD hay là gửi xe bên em đều phải lắp ráp và căn test chuẩn chỉnh ngon nghẻ đó thì em mới gửi được đi cho anh em làm như nào để đến tay anh em thì hàng nó phải chơi luôn thôi đó chỉ việc chơi thôi phải không ạ hàng bên em tất cả về những cái chiếc van bình kính này đều là có bảo hành tất cả đều là có bảo hành Cành lỗi không trụm hay như nào bên em đều bảo hành đổi mới cho anh em nhưng mà trước khi gửi đi cho anh em là em sẽ phải căn test đó căn test chuẩn chỉnh rồi mới gửi phải không ạ Đấy thì bên em là có một số loại duy nhất trên màn hình em nhé 096262762 và có Zalo anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm những cái mặt hàng và những cái cây súng mà anh em uh, muốn lên đấy thì gọi trực tiếp cho em Đó, bên em thì cả giáp theo cây và giáp theo yêu cầu cho anh em Ví dụ anh em bảo giáp cho tôi một cây tầm 8 triệu, tầm 7 triệu đó Thì cái bạn Zalo em sẽ kê đồ lên tất cả cho anh em Làm như là mà đồ của nó phù hợp với túi tiền của anh em Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Đó mua súng của bên em là phải có cọc anh em nhé không có cọc thì không bán nói luôn là như vậy mua súng là phải có cọc rồi hàng này nó là hàng uh, hàng cấm chứ không phải là hàng quần áo các thứ gì cả đó thì anh em những cái cây tầm trung là em cọc cho em tầm 1 đến 200 trăm nghìn những cây cấu hình cao tầm 10 triệu 11 triệu thì cọc cho em 500 đó cực kỳ đơn giản phải không ạ đấy thì uh, rồi ok video nó cũng khá là dài rồi em xin được kết thúc tại đây anh em nào mà xem mà cảm thấy hay yêu quý em thì em cho cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để em ra những cái video những cái cây súng mới để giới thiệu cho anh em nhé rồi ok xin chào và hẹn gặp lại anh em